cầu nguyện. Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm cây trong của chúng con, không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thanh thiền. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng con để ghi về cách dùng những của cải trong qua đời này. Chúng con đã cân co với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và nhiên trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Họ sẽ ăn, mẹ vẫn có dư. Lời Chúa trong sách Vua quyển thứ hai. Hồi ấy, trong miền có nạn đói, có một người từ ba sân xe đến, đem bánh đồng mùa biểu ông lên xe, người của Thiên Chúa. 20 chiếc bánh bố mặt và vốn được trong vị. Ông bảo, phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được? Ông bảo, cứ phát cho người ta ăn, vì lúc Chúa phán thế này, họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Đó là lời Chúa. Thank you.
kết rửa. Lời Chúa trong thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhận lại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mặt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: Ta mua đâu hoa bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho một người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Pedro thưa với người: Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thầm vào đâu? Đức Giêsu nói: Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phi đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thùng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình mà đem tôn đến làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Nước mắt lên, Đức Giêsu thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: Ta mua đâu bánh cho họ ăn đây? Và tin mừng của Gioan nói tiếp: Người nói thế để thử, chứ người biết mình sắp làm chuyện gì rồi. Kính thưa cộng đoàn, năm 1991 có một cái bức
hình. Bức hình này đã được đoạt giải Pulitzer. Bức hình mô tả lại cái khung cảnh đói ở một cái vùng đất nghèo nàn, đó là Somali. Một người cha ốm ho gầy còm ẵm một người con, mà một người con này vì thiếu ăn đã chết, đã qua đời. Và người cha này đưa người con đi chôn. Và từ nơi xa có một con quà, nó đang nhìn người cha này với một ánh mắt hào động. Và có lẽ nó ước mong, nó chờ khi mà người cha chôn cất người con xong thì hy vọng sau khi bới cái xác lên, nó cũng muốn tìm kiếm một cái gì đó. Và cuối cùng ở dưới bức tranh, người ta có thêm một câu: cái đói là một tai họa khủng khiếp đối với con người. Cái đói được lộ rõ trên khuôn mặt gầy còm của người cha. Cái đói lộ rõ trên cái thân thể ốm yếu đã qua đời của người con. Và cái đói được thể hiện ở nơi ánh mắt háo đói của con quạ. Cả người và vật đều đói. Và nếu ai đã sống qua được cái nhiều thời năm 1975 sau cái thời bao cấp, thì có lẽ ít nhiều cũng cảm nhận được cái cơn đói của thân xác. Ăn đồ với những cái thực phẩm mà có thể nói là kém chất lượng, ngày hôm nay chúng ta không còn phải rơi vào những cơn đói đó nữa. Và Chúa Giêsu ở trong thân phận của con người, khi đến trần gian, Ngài cũng đã cảm nghiệm cái đói. Tin mừng của Thánh Matthew chương 4 thuật lại sau 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện ở trong hoang địa, thì Chúa Giêsu thấy đói lắm. Và ma quỷ đã lợi dụng cái bụng sạch đẹp của Chúa để đến để cám dỗ Ngài. Và có lẽ cảm nghiệm từ cơn đói của chính bản thân Chúa Giêsu nhìn đám đông dân chúng ngày hôm nay qua bài tin mừng, Ngài cảm thương cơn đói của họ. Thế là hóa bánh ca nhiều không phải để phô trương, để làm uy danh, nhưng phép là hóa bánh ca nhiều còn gợi lên cho chúng ta một vài cái hình ảnh của đời sống đạo của chúng ta. Đó chính là cái tính thánh thể, đó chính là tình thương của Chúa được thể hiện qua ơn cứu độ, qua lòng thương xót, qua sự quản đài của Thiên Chúa. Cái đói của con người đói ngày hôm nay không chỉ là đói cơm đói bánh nữa, mà có lẽ chúng ta cũng cần phải mở rộng những cái cơn đói khác. Đói tình nghĩa, đói những lòng biết ơn nhiều lắm, vân vân và vân vân. Những cơn đói không chỉ là về đời sống vật chất, mà những cơn đói ở trong đời sống thiêng liêng, ở trong đời sống xã hội, con người với nhau. Họ đang thiếu đi tình người, họ đang thiếu đi tình bạn. Chắc đó cũng là những cơn đói mà Chúa Giêsu muốn mời mọi chúng ta suy nghiệm ở trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, bài tin mừng còn tường thuật cho chúng ta một chi tiết, mà chi tiết này có một cái liên quan ở đến bài đọc một. Sách Các Vua quyển thứ 2 tường thuật lại câu chuyện Elisa đã không phải là làm phúc đàn, nhưng mà nhờ 20 cái bánh mà một người tốt bụng đã cho ông với lòng quảng đại của ông. Ông đã phân phát cho những người đói đang ở xung quanh. Trên 100 người ăn. Người tiểu đồng đến hỏi thầy mình: thưa thầy, từng này thì làm sao thấm tháp vào đâu được? Thế nhưng ông nói rằng: Hãy cho đi, Chúa sẽ thực hiện. Và quả thật Chúa đã thực hiện qua cái sức mạnh của Chúa thể hiện ở nơi con người của Elisa.
Và ngày hôm nay ở trong bài tin mừng, một cậu bé nhỏ đi nghe giảng, đi đến với Chúa, có một sự chuẩn bị, một cái phần khẩu phần thức ăn cho mình rất nhỏ thôi, nhưng mà cậu đã quảng đài để trang bài. Và nhờ sự quảng đài trao ban này mà Chúa Giêsu đã dùng cái sự quảng đài của con người đó để thực hiện phép lạ, để nuôi 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con, được ăn và ăn no đi. Có một câu chuyện ở trong một cái tờ báo của Nhật vào năm 2011. Một cái cơn động đất 8,4 độ Richter. Sau cái cơn động đất đó thì nhiều người Nhật phải trong cảnh hoàn đời chiếu đất và trong cảnh đói. Chính phủ mở những cái kho lương thực để phát triển, và người ta xếp những hàng thiệt dài để chờ đợi đến lượt phía mình để có thể có thức ăn để qua cái cơn đói. Một cậu bé trong cơn động đất đó chê cha chê mẹ, em cũng đứng vào trong hàng ngũ những người xếp hàng để chờ đợi được cái khẩu phần lương thực của mình. Một người cảnh sát Nhật thấy em đang co ro lẹt lẹo thì khoác trên mình em cái chiếc áo của mình, và vô tình cái khẩu phần lương thực của anh lên xuống, anh trao cho cậu bé và nói với cậu bé này: cái hàng xếp còn dài lắm, con hãy ăn đi cho đỡ đói. Thế nhưng thay vì nấu biến cái phần thức ăn mà mình đáng lẽ được hưởng thì cậu lại bỏ hàng đi thẳng lên ở nơi phát trận, bỏ cái khẩu phần lương thực mà mình mới nhận được vào trong những cái bao thực phẩm đang phát, rồi quay trở lại xếp vào hàng của mình. Người cảnh sát thắc mắc, cậu mới nói rằng có nhiều người đói hơn con cần cái sự công bằng. Có nhiều người cũng chờ đợi đến lượt mình để đón nhận cái khẩu phần thức ăn để qua cơn đói. Thế thì tại sao có vậy? Đó chính là thực hiện sự công bằng. Cái câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng tôi lại nhìn lại cái cậu bé ở trong bài tin mừng. Một khẩu phần ăn nhỏ thôi, 5 chiếc bánh và 2 con cá, cứ nghĩ rằng là một khẩu phần đủ cho cậu bé ăn khoảng một buổi, một bữa giờ ăn. Thế nhưng mà không tiếc quảng đài để rồi đóng góp vào cái ý định của Chúa để Chúa thực hiện. Và chúng ta vẫn thấy rằng ở trong cuộc đời của Chúa, Ngài vẫn thực hiện những phép lạ nhờ vào sự công tác của con người, rất cần vào sự công tác của thiên nhiên và của con người. Và bài đọc một và bài tin mừng ngày hôm nay nhờ cái người tốt tùng cũng như là nhờ cái cậu bé ở bài tin mừng, chúng ta cảm nhận được sự công tác của con người vào trong chương trình của Chúa là một việc cần thiết để Chúa thực hiện những phép lạ ở trong cuộc sống. Phép lạ hóa bánh ca nhiều mở ra cho chúng ta một cái chiều hướng, một cái tầm nhìn mới về cái đích thánh thể. Bài đọc 2, thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô diễn tả một thân thể, một Đức Chúa, một niềm tin và một phép cử, để nói lên một sự chia sẻ trong sự nghiệp thông ở nơi Đức Kitô, ở qua bản tiệc thánh mà chúng ta vẫn cử hành một ngày. Ngày hôm nay đứng trước thực trạng đói về thân xác có lẽ không còn nhiều nữa. Ở Việt Nam chúng ta có lẽ không có đói nữa, mặc dù là ở nơi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn những cái cơn đói về vật chất, nhưng có lẽ ở Việt Nam chúng ta cái thành phần đó ít lắm. Thế nhưng mà người ta lại cảm nhận những cái cơn đói khác ở trong cuộc sống: đói tình thương, đói lòng bác ái, hoặc là sự vô cảm giữa con người với con người mà cách đây 2 tuần tôi đã chia sẻ với bạn anh chị em.
Đó phải chắc là những cơn đói xuất phát từ nội tâm của con người. Chúa rất cần sự công tác của chúng ta, một sự công tác nhỏ nhoi, một tình thương được chia sẻ, một thái độ, một cử chỉ quan tâm đến người khác, có thể là một cái sự công tác để Chúa có thể thực hiện những phép này ở trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con hiểu được cái ý nghĩa của những sự công tác, cho dù trong thân phận nhỏ nhoi, trong thân phận yếu đuối của con người, nhưng mà một sự công tác rất nhỏ của chúng con thôi, và công tác đích thực với tình yêu đích thực, thì chúng có thể biến thành những phép lạ cả thể ở trong cuộc sống, để nuôi sống anh em của chúng con, không phải nuôi sống về vật của thể xác đâu, nhưng mà nuôi sống tình bác ái, nuôi sống lòng yêu thương, nuôi sống chia sẻ, để giúp cho sự liên kết trong một thân thể của Chúa qua bí tích thánh thể được một ngày mở rộng hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, và xin Chúa cho mọi người chúng con ý thức rằng mỗi đóng góp của chúng con sẽ được Chúa ghi công. Chúa ghi công rất rõ ràng để trong cuộc sống chúng con tạo nên những cái tình thương, tạo nên những mối liên kết qua việc quan tâm đến nhau, qua việc an ủi nhau, qua việc chia sẻ với nhau miếng cơm manh áo ở trong cuộc sống. Đó phải chăng là cách mà Chúa đang muốn để Chúa thực hiện những phép lạ ở trong cuộc đời này của ngày. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Hòa Bình, Thượng Cao thành trời đất.
dâng lên những vua lễ Chúa đã đóng ban cho chúng con. Hồi xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho lễ tế này đem lại cho chúng con ăn sung dồi dào, để chúng con được thanh hoa trong cuộc đời hiện nay và đạt đầy hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng thế nào, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dư để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh các thiên thần giờ đây vì linh Chúa muôn đời hoan hỷ Chúa tôn nhân, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô. Alleluia chúng con và toàn thế hàng giáo sư. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này. Mà Chúa đã gọi đáp lời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại.
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy và hương anh sang tôn nhà Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Đu Xe Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thanh công đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha hoàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Chị em đi bình